Xin chào anh chị quý vị và các bạn cùng trở lại với Mạnh Dũng Auto. Thì hôm nay em sẽ tiếp tục giới thiệu tới anh chị và các bạn một mẫu sedan hơn 200 triệu. Đó là một chiếc con Hyundai i10 2015 nhập khẩu Ấn Độ nguyên chiếc. Một chiếc xe bản tiêu chuẩn số sàn. Tuy nhiên thì con xe này đã vào full đồ như bản đủ luôn nhé. Con xe này của em thì nhập khẩu nguyên chiếc, đã dọn dẹp khá là kỹ và tổng thành sơn si gầm bệ. Hôm nay thì có lẽ là em sẽ cho đi sơn gầm chống rỉ nữa. Và biển 35 Ninh Bình thì em vẫn chưa rút hồ sơ. Một hai ngày tới thì em sẽ rút hồ sơ sẵn, để khi anh chị và các bạn mua về thì chúng ta sẽ lăn bánh luôn, cũng như là đóng thuế và ra biển mới luôn. Đối với cái bản tiêu chuẩn này thì nó sẽ là la răng thường. Con này chủ đã vào bộ la răng đúc này, và đủ la răng đúc nhé, la răng đúc nguyên bản của i10 đấy. Đây gầm bệ này 2015, xe nhập Ấn sơn sần này. Đó, gầm nó đẹp lắm. Con này đấy em mới rửa thôi nhá, còn chưa sơn gầm đâu. Gầm đây. Đó, chưa sơn gầm chúng gì đâu. Đường ba bô lê này. Toàn bộ sơn si đây. Sơn si thì hôm nay em làm và đánh bóng rồi. Đó, sơn vỏ mỏng keng luôn. Con này thì độ cả cục gương này, cứ tắt chìa khóa là gương sẽ tự cụp. Bản này thì vẫn là xi nhan sườn nhá. Vẫn là xi nhan sườn. Toàn bộ đèn pha đây. Con này độ cả đèn gầm rồi. Đó, đối với phiên bản nó sẽ không có đèn gầm. Con này vào hết cả đèn gầm này. La răng đúc. Phía trong xe thì độ nhiều đồ chơi lắm. Con này thì màn hình Android, camera lùi, đủ hết. Toàn bộ đồ chơi phụ kiện. Máy số zin nhá, máy số zin luôn. Đấy, cứ bật chìa khóa là gương nó sẽ tự ra. Điều hòa cực kỳ mát luôn. Đó, đây định vị này. Đấy, màn hình này thì nó sẽ có Việt Map, nó sẽ có định vị luôn. Đấy. Đầy đủ hết về định vị. Cam lùi đây. Cam lùi cực kỳ nét luôn nhé. Cực kỳ nét luôn. Toàn bộ cổ số đây. Chạy ít đây là cái số nó còn sần nguyên luôn. Toàn bộ sần nguyên này. Đây vành vô lăng này 2015, nhưng mà tư nhân chính chủ, không taxi dịch vụ. Đây là gầm nó rất là đẹp. Cũng như là về vành vô lăng, rồi là cổ số đẹp. Đây phần da này. Đấy, da zin nhá. Phần da này da zin đấy. Toàn bộ da cổ số đây. Vành tay này. Nội thất đây. Con này thì đối với bản i10 thì nội thất nó là nội thất nỉ. Này vào bọc bộ da ghế rồi. Đấy. Đây toàn bộ trần nhá, trần nỉ nguyên không một vết bẩn này. Đó, trần nỉ nguyên, keo chỉ cột keo zin khóa cửa đây. Đây toàn bộ gương kính chỉnh điện này. Đó, gương cục điện thì độ rồi. Đó, la răng đúc lốp dép đẹp cả dàn. Đây. Con này thì em đã kiểm tra cả cái cổ hút nó hơi kém này, nó hơi bị vỡ mất cái đầu ngoài này. Đây cái đầu mà lắp cái ống đầu hút này. Chứ là do bẻ cắm nên nó vỡ mất một mảnh ở đây. Em thay luôn cả cái thớt dưới luôn. Đấy đây, phần lốp dự phòng này. Đó, kích tiếp đủ. Toàn bộ keo chỉ cốp cáp zin hết nhá. Cốp cáp zin hết luôn. Nói chung là xe về cửa hàng em thì kiểm tra kỹ lắm, toàn bộ từ khung gầm, phần nào kém là em đã test và kiểm tra cũng như là thay hết. Để về khi anh chị và các bạn về thì chỉ việc chạy thôi. Đây nó em thay luôn cái ống cổ hút này. Ở đây nó vỡ ở đoạn này này. Đó, chắc là do bẻ cái này nó vỡ. Thay luôn cái thớt dưới nhá. Toàn bộ máy này, máy số zin. Máy số zin này, ốc cabo zin này. Ốc cabo zin luôn, máy 1.2 bản tiêu chuẩn nhưng mà full đồ. Full đồ. Máy này, máy số zin. Đó. Nếu tắt chìa khóa là gương sẽ tự cụp. À, em sẽ chạy một đoạn để anh chị cảm nhận về phần gầm bệ. Đây, con này nó đang loanh quanh khoảng 7,5 vạn. Đây, vành vô lăng và củ số nó rất là đẹp. Đây, màn hình Android đủ hết cả định vị. Đây, thời tiết lại đang mưa. Đây, máy 1.2 nhá, máy 1.2 và bản sedan này thì chạy bốc lắm. Đối với tầm khuôn giá hơn 200 triệu mà anh chị và các bạn đang tìm một con xe về chạy gia đình hay là chạy dịch vụ ổn định, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, thì nên lựa chọn chiếc xe này. Nó là bản nhập khẩu Ấn Độ, thân tôn vỏ gầm bệ cực kỳ chắc chắn. Đây nha, qua những phần sóc này, đó, không hề phát ra một tiếng nào phần gầm luôn, im phắc. Đây. Em đang chạy đi nhá, em đang chạy từ một đoạn đường bê tông. Đây, gầm bệ im phắc, không có một tiếng động luôn. Xe chạy rất là tốt với tầm giá khuôn hơn 200 triệu mà để lựa chọn một chiếc sedan về chạy ổn định gia đình, cốp cáp rộng rãi,
vừa chạy được dịch vụ thì anh chị và các bạn lên tham khảo i10 2015 phiên bản như thế này. Đây, còi zin này. Thì sau đây em xin phép được kết thúc video. Nếu anh chị và các bạn có nhu cầu về mẫu xe này thì hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại em để phía dưới màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở video clip tiếp theo.